xin chào đại gia đình yêu thương của em ha. Tại thì mấy anh em đang bắt đầu tiến thẳng vào lại Diêm Khánh để đi kiếm xe mô. Thì đang dùng con xe 45 triệu này làm công vụ để chạy vòng vòng trong vòng bán kính khoảng cỡ 50 cây đổ về từ thành phố Nha Trang anh chị ha. Đây, xe này qua em quay là có 45 triệu thôi. Ông sơn si tấp bi nội thất bao đẹp luôn, đẹp lên kia. Đó chị thấy không? Với một số tiền 45 triệu thì ngồi trong một chiếc xe, hiện tại là ba anh em, đây ba anh em đang đi. Có quay kính lên ngồi bật nhạc nghe hưởng thụ rất sướng. Đó anh Quốc ha. Đó anh Quốc ngồi gật đầu phê. Thôi ngồi xong bấm điện thoại. Đó, 45 triệu cho chiếc xe Daewoo Sunovira này nha quý anh chị nha. Đó, số sàn. Đó, test cho anh chị cung đường khúc đường xem luôn. Đó, máy lạnh rất sâu nha anh chị nha. Được cái máy lạnh rất mát. Không khí ở ngoài Nha Trang thì quý anh chị biết rồi. Mà đây thì không khí nó không có như ở trong Lâm Đồng mình đâu. Nó rất là nóng, nóng hơn nhiều. Đi xe mà không có máy lạnh là chịu không nổi đâu cả nhà. Đó, quéo luôn á. Đây, về mà đang lả lướt tung tăng trên cung đường. Mấy hôm nay ra bị ho luôn cả nhà. Ho mấy ngày hôm nay. À, có nhiều con xe này thì anh chị hỏi là một ngày chạy được mấy trăm cây số không, thì em cũng nói anh chị là bình thường thôi anh chị, không sao cả. Ngày đi vài chục cây số, 100-200 cây rồi đổ về là quá ok. Đi xe bao anh chị chạy từ Nam Bắc, Bắc Nam luôn, quan trọng là cái sức để chạy hay không thôi, chứ còn chạy ngày 50-100 cây số bình thường, quá bình thường, đẹp lắm. Xe thì rộng rãi, đi 5 người là thoải mái anh chị ha, rất là thoải mái. Đó, bên em ngồi bên này người tài xế thì không tính rồi, đằng sau ngồi thêm 3 người nữa, rất là ok luôn, rất là thoải mái. 45 triệu có ngay một con xe hơi. Có nhiều người họ đâu có tin được cả nhà, tại vì nhiều người đó họ chưa có trải nghiệm ha. Anh chị nào muốn trải nghiệm thì cứ alo cho Bình Doanh ha, 0 7968 22220 ha. Bên em thì còn rất nhiều xe cho quý anh chị cô chú trải nghiệm nha. Vừa đi vừa đẩy, tập chạy tập lái ha, che nắng che mưa chạy vòng vòng ha. Mình đi không được, mình đi chạy không được thì mình đẩy không được thì mình phải gọi cứu hộ thôi, đó là mình hết nước chấm rồi. Hả? Ủa, đợt nhớ chỗ này nó có cái đèn đỏ mà ta? Bỏ. Bỏ luôn hả? Kẹt xe quá bỏ luôn hả? Ừ. Chỗ cái cầu nè, đợt chờ nhớ. Sợ đậu sập cầu. Đây là cầu Quán Trường nha. Cả nhà. Đậu đèn đỏ sợ đứng có chịu tải không nổi, sắp hả? Này đường lớn, đường xe công, xe tải, xe bên rồi nó đậu. Đây, cung đường quen thuộc. Trong những ngày mưa. Thật nha, chạy con gì ta? Xe mười mấy triệu ta? Xe lồ hả? Được, mưa tầm tã, xe không có máy lạnh hả? À có chứ, được cái máy lạnh thì tốt luôn à. 13 triệu một chiếc xe. À, anh chị thấy con xe 45 triệu thôi. À, quý anh chị của chủ nào thiện chí những dòng xe tập chạy tập lái vừa đi vừa đẩy thì xin vui lòng liên hệ với em ha. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em, thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông subscribe tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình thân thương của em có một ngày làm việc luôn gặp nhiều may mắn nha. Vâng, xin chào.